Sáng nay ngày 14 tháng 11, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ phát động tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023. Đến dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Chí Cường với chủ đề đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới, diễn ra từ ngày 15 tháng 11 năm 2023 đến ngày 15 tháng 12 năm 2023. Trong tháng này, các sở ban ngành, đơn vị liên quan tập trung truyền thông, tư vấn hỗ trợ cho phụ nữ, trẻ em bị bạo lực và ảnh hưởng môi trường bạo lực trên cơ sở giới, tuyên truyền các chính sách an sinh xã hội, vai trò của phụ nữ, bình đẳng giới và phòng ngừa ứng phó với bạo lực xâm hại phụ nữ và trẻ em, tổ chức các hoạt động thăm hỏi hỗ trợ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân bị xâm hại, bạo lực, bóc lột, qua đó giảm thiểu tiến tới chấm dứt tình trạng bạo lực xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em, tăng cường tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật và triển khai các hoạt động hưởng ứng tháng hành động, tăng cường giáo dục kiến thức kỹ năng bảo vệ phòng ngừa bạo lực xâm hại cho phụ nữ và trẻ em, các thành viên gia đình, người làm công tác bình đẳng giới và trẻ em. Dịp này, Ủy ban Nhân dân thành phố đã trao tặng 45 suất quà cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.